nó lỡ nó nổi đâu chi ơi. Trần ló được rồi, thua. Cháy giò nha. Thấy chưa? Rồi thì đầu video Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Thì bữa nay thì Tiến vẫn tiếp tục đi với ông cái nhà. Thì đây là Tiến trả lại cái cây mà mối của Tiến nha nha. Là cái cây này là Tiến bắt là lần giao ra thứ 3. Thì giai đầu tiên thì cùng mặt khủng long cái nhà, không sao như mười mấy ký đó. Như 9 ký, 10 ký gì quên này. Rồi giao thứ hai cũng các con cỡ 3 lít, 3 lít mấy gì đó nha. Tới đây quay lại nữa cái nhà. Nè ở nhà nhìn biết ha. Nay nó phù lên, nay chạy kèo luôn. Nhìn thấy từ giờ giờ nó chạy dài xuống nữa nha. Thì bữa nay thì cùng hành Tiến thì gì và anh Nghĩa cái nha, bữa nay anh Nghĩa anh công cảm dướng công chuyện, bữa nay anh rảnh lại anh đi chơi với anh em bữa nữa nha. Ờ chú Vườn chào nhà cái đó giờ quay chứ. Hello. Chú Vườn cái nha, bữa nay quay hai lần mà chú Vườn chưa lên clip nha. Bữa nay mới lên nè. Bữa nay lên clip nữa nha. Đó thì đi cùng hành Tiến cũng anh Nghĩa nha, chào nha cái. Chào cả nhà nha, lâu quá mà công viên nhà không có đi bắt được nha cả nhà. Đó thì bữa nay là khai trương thì Di nghe nha, đâu rồi? Đi rồi ta. Kìa, chạy trốn kìa kìa, nó kiếm lá ở đây nè, bên này nhốt lá không lấy. Làm sạc sạc tiêu ở nhà ơi, hồi Di bay gai vậy. Đó thì Di quanh kia cả nhà ơi. Thì tới để hồi Di lên quay cho nhà xem. Đó. Đâu rồi, núp đâu rồi. Đó, chào nhà cái coi. Cái gì vậy? Trời ơi, cũng bệnh gì cái. Đó, thì Di lên khai trương với nhà xem nha. Vậy thì đấy chấm vô rồi nè, cả nhà thấy sáng sớm không cho Tiến leo do cái bọc bỏ túi mà không có cuộn mặt xuống nè, bởi vì không cho leo luôn, đáng bắt ổ cụ gan. Rồi ăn gà hơi luôn nè cả nhà, lú chấm vôi luôn kìa, để hồi Di lên bắt cho nhà xem nha. Gì kìa anh ta? Hả? Thấy kệ không đi. Rồi lên bắt cả nhà. Lát chọn cái sạc chạy ngay cái nhà. Chọn đi. Em bây giờ em bao đó. Trời ơi leo nóng leo nọ lên đi, cái xài thì đâu mà leo được. Ước không? Tao không leo sao kệ người ta. Mà ở dưới thì kiếm cái cò gì. Dưới thì lo dưới đi. Dưới chuẩn bị chạy đi không lo. Né bên được rồi, chạy. Kiếm cái cò gì. Nó phải chạy ra nhà ơi. Quấn đầu. Kiếm gì? Rồi trời của ông này hung. Ông này bảo đảm. Chứ gọi không quýnh chứ chiếc này quýnh ra. Bữa hổm đổ kéo. Bữa hổm kéo cái tàu vừa chứ nó kẹt lại cái muốn chết. Ôi ơi thôi. Chám vô hết trơn luôn. Để nghiến nghiến coi, ở này còn sung không? Quá gì đang diễn ra vậy? Hay coi trong này coi. Trong nó cũng hơi lép giống bữa hổm. Má gọi cái nha. Nè cái nha. Ô ông này lật rồi anh bắt nghe thấy không? Chém vô vậy hay gì? Chém vô chứ. Ấy đủ. Đây cả nhà, ở trong hơi lép nè. Phụ ngoài thôi nha. Miếng gọi đây. Miếng gọi cục này mình chừa lại nha. Ồ.
hồn tới bây giờ nó cũng chia đàn rồi mà nó cũng còn dài quá dài luôn. Mặt mặt chưa? Mặt quá ngon cái nhà. Rồi, cắt luôn cái nhà. Đâu rồi? Trời ơi, coi nè. Có mỗi ông, ba ông thằng đu lên. Ủa ông đu coi nè. Ồ, rồi. Coi coi lên trên coi, cận cảnh coi. Thôi vậy hai ông anh lên cắt luôn đi, em ngồi luôn chơi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Em tuột xuống hai ông anh lên cắt đi nè. Ừ. Qua là cắt đi em nha. Rồi, nó chám rồi. Chết luôn. Ông này còn mít hết trơn mà. Còn biếu quá trời. Giá gì giá, cái này không giá được. Chưa. Đây là coi cái ông anh ơi. Kiếm chỗ. Hai ông đi chạy xong rồi cặp này sao mà ổ nó ấy chưa ta, cũng quen thôi rồi. Quen rồi. Thôi cả nhà. Bẻ quá đi, để anh dành ông đi qua cho nó mát đi. Rồi. Coi cách chỗ nào được nha. Cách chừa lại cục quá. Chừa lại cục cái này đi. Chừa hả? Chừa lại cục cái mà đây. Cho đây cho nó mát nào. Đây không có chỗ mát. Thôi 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 thôi. Mấy ông anh bớt diễn đi. Bỏ cái ngát không rửa lòng nha. Dạ. Mọi này có cái miếng cối nào được. Không coi. Không có một quạt gì không. Cốt lên nè. Mấy ông anh bớt diễn đi mấy ông anh ơi. Còn ông kia ông treo cái cục đội không rồi đó làm gì chạy. Ở đây nó chịu đựng đi tiếp nè. Đây tôi qua cho ông ơi. Người nào bắt á, thì người đó cầm gọi hay nè. Đưa cho thằng khác nó ôm, nó chạy rồi biết đường đâu kiếm á. Phải không? Kẹt quá lớn. Rồi. Rồi. Ô mà đóng từ đầu trên xuống dưới có trên 3 mét đó. Kèo bệnh gài. Trời trời xíu. Xíu gớt luôn á nha. Chơi đây ca. Gớt kìa. Mặt gì đâu vậy vậy? Trời ơi, đâu còn cục ghê dữ lắm không à. Vậy. Trời ơi, cờ cái bài bản rồi nè cả nhà. Bán à, nghỉ coi. Đây, một cục. Đưa đây. Lên. Đưa đây. Đâu rồi. Đứng dưới nè rồi. Đó, à, một cục cái nhà. Nhẹ hiệu. Một lít mấy vậy đó mà anh. Đây mà. Đây hả? Làm một cục nữa cả nhà ơi. Cục nữa coi. Quá trời. Cái kẹo lớn. Cái hồn chạp kẹo lấy sao cả nhà. À, cái bảng này nè. Ồ. Hả? Đau, chắc mình lấy thêm cục nữa cả nhà ơi. Dục rồi. Chừa nó lại bác sĩ nha. Cắt lỗ quá nha. Hôm nay coi. Bắt ông lính cầm cũng bệnh chứ. Ô, gọi gì thì chứ. Cầm mấy cắt hay dao cũng bệnh rồi.
Xin. Giá không? Anh chưa? Làm thêm cục nữa cả nhà. Con này nó chia đàn, mình sợ nó đi nó mở lắm, chịu ở lại sợ nó bỏ luôn á. Cắt luôn đi. Chứ sao tính sao cả nhà. Ngày 4 mẫu hay vậy? Đó, tôi tính ngọc dĩ rồi đó. Rồi. Được chưa? Rồi cả nhà ơi, để mình cạo kèo cửa lại. Em để gì luôn nha. Mang mình xuống đi mình xử lý cái. Có đâu? Dướng vô cái dạ nữa. Dướng vô cái kèo. Để mốt chuyến sau cắt mình ấy không anh ơi. Rồi. Chúa chưa? Cái sâu chưa? Rồi. Rồi vậy đi cả nhà. Cái đồ chú sâu không dám mà gầu giống nữa. Kẹt quá trời khủng long. Quá trời cái kèo. Bên tay cầm rút nè. Sao cho nó kéo vô luôn cả nhà. Ừ. Đây đi chuyến sau đi thì tính. Chuyến sau gọc dĩ. Bắt con chưa qua cái đai vậy hả? Xuống cả nhà. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Mấy ông anh đâu hết rồi? Trốn hết hả? Ê, cái chăm rồi, cái. Đi vô nhà anh quay hình vả cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi. Cầm lên cho nhà xem nha. Cho nhà xem đi. Đây. Ở, lâu lâu nhìn đi với anh nha, ba bọc mà đây nè. Cục này coi như nhỉ. Cần cục này mới ký nhỉ. Lũng mới bọc rồi lấy cái bọc không bọc. Ngon lắm cả nhà ơi. Dày coi nè. Cái bản đó coi nè cả nhà. Đám dầu luôn quá trời bự mà. Ở chiến gọi bọc là banh này. Rồi chừa đấy á. Cái dầu lên tiết cái chừa ra ngoài. Đợt này mới hên xui nè. Bỏ lên 2 kg rồi. 30 lít. Trời cứng kem luôn rồi. Cứng kem rồi. Cứng kem rồi. Bự đi. Cần bự đi chú ơi. Đây còn hai cục nữa cả nhà. Cục nữa cả nhà. Hai cục này thấy gì có lít nè, có lít nào vậy? Đây nặng lắm. Đây anh Hậu thử hai cục này. Hai cục dồn bọc đại đi. Ồ, hai cục này lít mấy rồi? Một ký mốt 50, như ký mốt đi. Ừ. Đó một ký hai nữa rồi. Hai ký ba rồi. Hai ký ba luôn. Rồi kia thuốc cần rồi. Thuốc rồi. Đây hai cục này cũng có 4 ký mấy đó cả nhà. Ồ. Hai gì còn 3 lít. Gì? 3 lít. 2 lít mấy? Ký mấy? Ừ. Ok cả nhà. Bây giờ 2 ký 3, 4 ký 6, 4 ký 8, 3 lít rồi. Thì cả nhà ơi, để mình gặp ổ nữa anh quay cả nhà xem nha. Mới bắt ổ chút xíu mồ hôi dữ vậy ông thằng. Kỳ vậy? Vậy. Trời ơi, người ta bắt là có mặt là vậy không anh ơi. Trời cày gặp cái bụng rồi về tắm đưa về. Đuốt đây à. Lâu quá mấy nèo. Ngồi chơi không chịu đâu. Bộ ba quỷ diệt cứ đây quay hợp tác lại quậy quá nha. Ủa ngựa đưa mập leo ông cày không có quỷ gì chứ. Ồ để thừa. Đâu dám đưa nữa. Ờ để thừa. Còn cái nhà tới đây thì ba anh em chia ra đi cả nhà. Anh nghĩ anh gặp được ngổ anh điện đi qua bắt cho quay cho nhà xem nè. Nó được cục mặt lớn cả nhà. Thử nữ lít. Rồi anh em lụm dao cả nhà. Cái nhà nhìn nè. Cắt anh dao cả nhà. Cỡ cũng lít ngoài, anh em lụm nữ lít ngoài. Ngổ này tiếng có đem món hiểm theo cả nhà nên đi quay cục mặt cho nhà xem thôi. Đang cái nhà nào cần xài mông thì cứ liên hệ tiếng nha. Chứ điện thoại tiếng để với phòng mình lựng cả nhà. Đó, không nè. Đưa sát cho nha, màu rất đẹp nha. Ui chú bác anh em đồng nghiệp nào cần thì cứ liên hệ tiếng ha. Đó. Ổ cũng gọn nữa nha. Rồi thì thôi tiếng cắt nha, xin phép tiếng không có quay cảnh cắt nha. Tại vì tiếng không có đem cái nón hiểm theo nha. Hoàng đại gặp thì không có đem nón hiểm theo.
Gặp nhỉ. Rồi thì tới đây ba anh em chỉ phát hiện thêm tổ cái nha, mà tổ này đóng cao vua cái nha. Cái nhà nhìn nè, có người ta đang chỉ chỗ đen đen cái nha, thấy không, cao vua nha, cũng bự đó mà, y ta cũng khó leo lắm mà. Rồi giờ hai cao thủ bắt mập leo cái nha, bắt con bầu leo bắt ổ này mới chịu nha. Giờ con bầu leo thử nha, nha hên xui nha, biết lên không nha. Nói chung là tiếng cũng từng đánh giá tiếng cao lắm nha, nhưng mà cái trải qua một vố giờ hết đánh giá rồi, giờ leo mới biết, không nói trước rồi, để phách quá leo không được, mất công mất cỡ cái nha. Đó, ông đó ngồi nhìn gì không thầy, đó thấy liếc 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 chuyện biết đó chi đó, chùm bấm cây rồi ông nội đó chiên cha leo dây rồi để thằng mập leo cái cao vua đó nha. Đồ cũng bắt leo lên hả, leo nửa cây nữa rồi leo không nổi tuột đó, nói chừa chân nó bầu chạy không nổi, mà không nổi thiệt, có thể là tới cái đoạn mập đó đó mà bầu xuống đó nha. Lúc trước thì có thể lên tới đó được, có bọn mập nó mới chua nha. Cây rau này chung cũng nhỏ, bự chút nữa thì thua, mà cây này có thử ra đây sao. Nói chung tiếng bán cây có hai cái nhà, mà lên thì mới biết cái nhà, mời nhà đồng hành tiếng nha, không được thì đưa ông thầy bắt đó. Cái nhà thấy không, giờ tự nhiên ngồi lên cây dừa nó ôm ôm làm gì đây, tính làm gì. Đừng có la, để dừa xin dừa chút nha. Ôi trời, vừa thoát cái tế rồi, ổ cái cây bị cây dừa xíu trời. Bệnh thiệt chứ, trời ông bằng bính bệnh luôn nè. Mới cặp của Lan dưới con cổ nha, uống cái dừa nha. Thì khu này thì nói chung thì hay cái nền quang đó nha. Đó, rồi nên anh em cũng khác quá, xin chủ vườn ba cái vườn nha. Xin vườn trộm, xin vườn trộm. Cũng bệnh thì chứ. Ăn trộm đó mẹ, ăn trộm đi là xin xin. Nghe cái muốn bệnh này hả nha. Đó, anh khỉ leo lên trển nghe nha. Giờ giờ tại đây cái nhà lại coi tiếng bắt cái cầu vua có mặt không nghe nha. Mở nhà hàng tí. Đúng cái nhà. Biết lên lên nha. Cái này là bầu nó trước á, cái cầu vua nó trơn lắm nha, nó không có bám được vô cái kia đâu. Thôi, đừng giá bộ. Hai cầu thủ dưới góc mắt mập leo lên. Bệnh rồi. Kéo quần lên thổi. Lên nha, trước à. Trời trơn đó nha. Trơn dữ à. À, trần lo à, nó nổi đâu gì rồi, trần lo được rồi, thua thua cái nhà trần quá. Rồi tới gì cái nha, tiếng bầu thua rồi. Trần quá. Trần quá trần. Tới đoạn bự leo không nổi nha. Cái đoạn dưới đây thoát lên tới đó được, đoạn bự tránh thua. Trần quá hả? Không. Làm cho cái trơn thêm nữa. Thôi. Khó dữ vậy. Làm cho vừa lên đúng ơi. Làm cho cây. Hiệp 2 giờ. Hiệp 2 giờ hỏi tới, nếu mình không nổi mình tới hiệp 3 nha. Hiệp 3 có cao thủ nha. Điền nhất đó. Dễ nha. Ây da. Nó cháy giò trời. Ây da trời. Cháy giò nha. Ây da.
Thua. Thua cả nhà ơi. Rồi, anh trà, đâu quay mặt lên cây, đi hết trơn đi nước một đi. Hiệp 2 anh trà thất bại, tới hiệp 3 siêu siêu nhân nghĩa nha. Bộ 3 đây cây đẳng cấp quá, một cây câu vua. Hai thằng chạy đó. Hên xui nha cái nè. Không có gì chứ cây không lẽ không leo được. Không leo hai anh em mình nhờ. Tới tối cả nhà. Vậy. Mà dù cũng khó bắt nha cả nhà. Ôi, mực ngon quá cả nhà ơi. Ở này bắt không được là lấy nguyên kèm nha cả nhà. Rồi. Từ từ. Tôi hạ nguyên kẹo suốt luôn. Cậu quá khấu vậy. Vô cái dầu vô kẻ rồi. Ê, đừng chạy ra cung nó gắt cái kẹo. Tôi nghe khứa ấy rồi. Gắt cái kẹo bây giờ nè. Vậy được bạn nghe, tôi cho kẹo xuống luôn đó nha. Chừng nào tới cho hay nha. Tới chưa? Coi cái mở con dây ra được không? Không, buông con dây, hồi tôi xuống dây. Ừ.
3 mét nữa là hả? Chết luôn rồi. Dây. Nó trơn cái khúc đó sợ cái tay tôi ướt rồi đây nè. Vậy sao rồi tôi dọc dây ha, tôi buông dây luôn ạ. Sao rồi, mở được chưa? Rồi xuống cả nhà, xuống rồi quay thành quái có cái kẹo rồi đó cho cả nhà xem. Đóng sát dưới đất luôn cả nhà, đừng có ông bắt đã quá. Này rồi lấy luôn dĩ cả nhà hết đường nha. Đóng cao vua mà, nó chịu thôi. Cao vua thì đóng cái bẹ luôn cả nhà cũng biết đó, cái bẹ nó chút béo rồi không có đường ra cả nhà. Nãy hả? Nãy trong đó đi. Trong cuộc đời bắt ông từ đó giờ mới ngồi dưới đất cắt ổ ông gì. Mà bẹp đi ha. Ừ. Ông bị nghiêng nó chảy kìa, nó chảy lòng thòng kìa. Kêu ông bầu lấy cái bọc coi nhé. Ông vỏ có. Kêu ông bầu lấy cái anh. Vuột cái hoài gắn hoài gắn lại không được. Vuột đâu vuột. Ê ông mình như tay kêu miếu gì vậy. Đâu có. Tôi đứng ở dưới cái nhánh ở dưới luôn rồi mà gắn hoài gắn không được. Gắn lên nè, ông coi nè. Gắn vô. Nhúc nhích cái đầu vuột ra. Gắn vô nhúc nhích đầu vuột ra. Kỳ gì. À, sao tôi dám xuống cái gớt cái đùi cái âm xuống luôn à. Trời trời. Mày nhát giỏi nhát không được nữa chứ, nó không vừa nữa chứ. Muốn chết chảnh. Leo lên nó mệt rồi gặp cái cam báo nữa nha. À chảnh, hồi nó sấy đã luôn. Đủ thứ báo rồi. Bên phì bên không. Bên mặt bên con. Kệ đây nhiêu mà cũng mừng rồi. Kệ có đơn không? Sao? Đi đủ tăng 3 mới được phải không? Rồi. Hai thằng thất bại, rồi ăn thứ ba cũng leo cũng không có gì. Cũng chết với lên lầu những trái rồi. Dễ ăn đâu lên lên cái gu à. Xuống hả, tôi tính tiền qua cái nhỏ xuống rồi đó. Lào. Xuống vậy mới không nguy hiểm ông ơi. Dạ mà cái nhỏ dễ xuống rồi. Xuống dịch qua cái nhỏ đó. Thôi xiết dễ xuống luôn mẹ cho nha. Gì mà kèo dưới đất. Ờ chảy hết trơn, chảy chà nó cắt mặt dưới đất còn chảy nữa trời. Dưới đất còn cắt rồi khó hơn cây nữa trời. À dương nha, dương nha. Từ từ rồi. Từ từ đau em mệt không đó. Bệnh. À. Ôi. Ê, trời công chức cũng chết mới được đó. Gọi cạp đi nút đi. Nhưng điếm vui đi. Đó. Gì đi. Quá trời. Quá trời. Quá đất. Trời ơi. Chơi gì luôn cả nhà. Đi tầng 3 luôn mới chịu à. Ba là. Ê. À. Quất đi. Dẹt. Dẹt. Tạp. Mình tính mình trốn mà không được nữa cả nhà. Dẹt mà đây. Tính trốn hả? Hai cầu thủ. Dạ. Quất. Tính trốn rồi còn không cho trốn nữa cả nhà. Nửa lít thôi mình đi ơn nhỉ. Nửa lít được cả nhà. Đại leo muốn chết được nửa lít mặt. Có đỡ không cơ không cả nhà. Ừ. Chắc hai ổ này với ổ thứ ba nữa thì tiếng chắc ổ này nữa thì chắc cũng ba ổ quay cho nhà xem rồi. Có kia tiếng quay cùng mặt không à. Thì chắc anh em cũng xin kết thúc bây giờ tại đây cả nhà. Thì ví dụ đây chiều anh em có gặp nữa thì quay cái video sau nha. Thì giờ cũng kết thúc video thì cả nhà nào cần xài mong thì cứ liên hệ qua anh em mình nha. Nói xuống hội tiếng để với phần bình luận nha. Rồi tiếng cũng xin kết thúc bây giờ tại đây nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye cả nhà và anh em ơi. Bye bye. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Kiếm cây cao vua đi tầng 3 nữa cả nhà. Như đâu đó còn ngổ nữa kìa. Đó trên cây cao vua nữa đó. Kiếm cây cao vua đi tầng 3 nữa cả nhà. Kiếm cao vua nó chắc chạy nữa quá. Rồi cả nhà thôi, hẹn gặp lại video sau.